Cục Trẻ Em chính thức lên tiếng về 23 con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã lên tiếng xung quanh những thắc mắc của dư luận về số phận các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Sự ra đi của nữ ca sĩ Phi Nhung vào trưa ngày 28 tháng 9 vừa qua khiến cả showbiz Việt không khỏi bàng hoàng. Lúc này, nhiều người bày tỏ sự lo lắng đến 23 trẻ em được cố ca sĩ nhận nuôi khi đối diện với nỗi đau xót xa. Theo đó, trước những băn khoăn về việc nuôi dạy nhóm trẻ mồ côi, con nuôi của nữ ca sĩ Phi Nhung, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đặng Hoa Nam trao đổi với Dân Trí, trong các quy định của pháp luật đều có đầy đủ các phương án giải quyết. Hai hướng giải quyết hiện nay là xem xét các cơ sở mà trước đó ca sĩ Phi Nhung nuôi dạy các em có đủ điều kiện chăm sóc như nhóm người quản lý, chăm sóc hỗ trợ em còn tiếp tục không? Nếu còn thì vẫn sẽ tiếp tục. Nếu cơ sở đó không đủ điều kiện chăm sóc các cháu bé, địa phương phải chuyển các cháu về cơ sở công lập để nuôi dạy. Ông Nam cũng lưu ý, chính phủ có quy định rõ ràng và rất chi tiết về các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, trẻ cơ nhỡ. Mồ côi tại Nghị định 103/2017/ND/CP của chính phủ. Bởi vậy, dư luận không nên quá lo lắng cho các cháu bé. Trường hợp thứ hai, ca sĩ Phi Nhung nhận đỡ đầu, chăm sóc và gửi ở một số nơi khác, có hỗ trợ chi phí hàng tháng tiền ăn ở, chi phí sinh hoạt. Khi ca sĩ mất đi, các quỹ hoặc nguồn tiền nuôi dạy các cháu bé nếu còn hoặc có người khác đảm nhiệm, thì họ vẫn hoạt động bình thường. Ông Nam cho biết, khi ca sĩ Phi Nhung mất đi, nếu quỹ này không còn thì phải đưa các cháu bé về cơ sở công lập. Hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật như thông tư, nghị định và luật đều có. Về trách nhiệm, địa phương phải hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức thực hiện đúng, đủ các quy định, đồng thời có khó khăn, vướng mắc để cùng giải quyết. Theo ông Nam, các tình huống nuôi dạy trẻ đều đã được cụ thể hóa trong quy định pháp luật, đảm bảo không có yếu tố bất ngờ và phải làm sao để yên ổn tâm lý cho các trẻ nhỏ. Ngoài ra, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng thông tin, hiện phía đại diện của đại ca sĩ Phi Nhung vẫn cử người chăm sóc, còn trường hợp phát sinh địa phương nơi có các trẻ em sẽ phải hỗ trợ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.